Chúng tôi đã sưu tầm được rất nhiều các cây quý hiếm ở trong rừng, và những quả ở trong rừng, tôm rừng rất chi là nhiều nha anh em nhé. Thì chúng tôi sẽ mang về. Anh em nào mà có nhu cầu sử dụng thuốc hay là cái gì thì là sẽ liên hệ với chúng tôi nhá. Tôm gì đây? Tôm hùm, tôm biển đây. Tôm Alaska, tôm hoàng đế. Đấy anh em ạ, quan sát chiếc con tôm hoàng đế chúng tôi bắt được ở sông Amazon. Con tôm này thì bên trên xanh, bên dưới cam. Rất chi là số 1 của Việt Nam rồi. Độ phép à? Đây là chuối à? Chuối.